Vâng. Hello, chào mừng tất cả 500.000 anh em đang có mặt trên kênh của 600.000 chứ lộn. Hoài luôn. Hey. Ok. Thì bây giờ đã có vòng quay may mắn xét súng mới rồi. Trời ơi, cái khẩu Famat này là cái khẩu mình thích nhất luôn á các bạn ơi. Mình rất là thích khẩu Famat này luôn. Trời ơi nhìn nè. Trời đất ơi, nó đẹp làm sao nó đẹp, huyền ảo làm sao. Nói chung là mình rất là muốn có được cái khẩu Famat này. Tại vì mình, nói chung là mình là nói chung là mình không phải là thuộc cái dạng mà bắn một mình khẩu Famat nha các bạn. Mình có thể bắn Ska nè, AK nè, SKS nè, rồi lại là Famat, rồi Spat 12. Nói chung là mình bắn đủ các thể loại súng. Nhưng mà mình không bắn khẩu khẩu K98 với lại là AW. Tại vì hai khẩu đó nó khá là tù ha. Mình chỉ sử dụng tất cả loại súng thôi. M14 mình cũng bắn được, hay là tất cả khẩu súng mình đều bắn được hết nha các bạn. Mỗi khẩu súng thì mình có kỹ năng bắn khác nhau, chứ không có khẩu nào bắn giống khẩu nào cả. Nhưng mà mình rất là thích khẩu Famat này. Trời ơi nó đẹp làm sao. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài mình nạp tiền vào. Thì mình vào trang nạp thẻ.com. Đó, mình vào nạp thẻ.com. Sau đó mình vào game Free Fire. Đây mình chọn game Free Fire. Rồi mình chọn ID người chơi nè. Mình không sử dụng tài khoản Facebook. Mình không sử dụng tài khoản Facebook nên là mình không chọn Facebook. Mình chọn ID người chơi. Thì ID người chơi của mình đó chính là, để mình vô lại đậu xanh quên mất tiêu. Rồi ID của mình là bao nhiêu ta? Đâu rồi? 5488 9015. 5488 9015. Thì mình sẽ ra mình nhập ID người chơi đó là 5488 9015. Đó, đăng nhập thì nó ra AFK AF Mobile luôn. Đó, nhưng mà trong cái trang này thì chỉ có nạp tiền được thôi. Các bạn cũng không có thể mà dùng trang này để làm gì hết. Chỉ có nạp thẻ Garena thôi. Thì 500 kim cương sẽ là 3.000. Mình sẽ quậy với cái 500 kim cương này. Thì bạn nào có lòng tốt thì hay là muốn donate cho AS Mobile thì các bạn có thể vào trang nạp thẻ.vn. Sau đó là nhập ID của mình rồi nãy vào. Đó, 5844 gì mình quên rồi. Rồi 5488 9015 chứ. Đó, 5488 9015. Thì các bạn có thể nhập ID của mình vào đây và donate kim cương cho mình cũng được, không sao cả. Và đây là mã thẻ Garena. Và mình sẽ bấm xác nhận luôn. Ok, như vậy là giao dịch đã thành công. Thì với 3050 kim cương thì mình có quay ra được cái khẩu này không? Rồi nãy thì mình còn dư một ít kim cương, mình quay đại khoảng tầm 11 lần á, mình quay 600 kim cương rồi để mà thử coi nó ra hay không. Thì bây giờ thì mình muốn là có cái khẩu này nè. Đấy nè, cái khẩu này nè. Chưa thông báo giết đặc biệt nè. Thích khẩu này lắm các bạn ơi, đậu xanh. Đó. Bây giờ phải làm sao? Quay 60 kim cương coi nó ra hay không. 600 chứ lộn. Umbala! Ra đi. Ra đậu xanh. Đậu phộng đó. Ok, cố gắng vòng quay may mắn. Lần này mà không ra, đừng mình không thích khẩu SKS nên là đừng bao giờ cho AS cái khẩu SKS. Đậu xanh. Anh em ơi, anh em thấy gì không? Anh em thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Ok, mình không cần khẩu SKS nữa. Không cần khẩu SKS nha các bạn. Không cần khẩu SKS nữa. Bây giờ mình không cần khẩu SKS nữa. Tại vì mình đã có khẩu Famat rồi. Trời đất ơi. Mình tính coi, nếu mà tính là suy ra mất bao nhiêu kim cương để ra cái khẩu Famat này. Cú này sợ ta boy sẽ ganh tị lắm đây. Sợ ta boy không, Garena nó không có thương rồi. Đậu xanh. Ông các bạn phải chia sẻ clip này cho ông nội Starboy coi nha. Cho anh chả sợ nha các bạn nha. Cho anh chả sợ nha các bạn. Ok, như vậy là khẩu Famat của mình đã ra rồi. À, khoe lên nào. Starboy ơi. Đâu rồi? Famat cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile.
Kiên chưa? Cực kỳ nguy hiểm. Hà hít nha các bạn. Cực kỳ nguy hiểm. Kiên chưa? Ông nội Starboy đâu rồi? Đậu xanh. Như vậy là mình tốn là, nếu mà tính ra thì mình 6, mình tốn 1.800 kim cương. Mình tốn 1.800 kim cương thôi nha anh em. 1.800 kim cương ra khẩu này. Ok. Cực kỳ nguy hiểm. Và bây giờ thì đây, cái khẩu khẩu này thì chỉ có tốc độ thay đạn thôi. Thì mình thấy khẩu SKS này nó cũng không có cần phải cái tốc độ thay đạn gì cả. Nó không có cần nha các bạn. Không cần thiết phải tốc độ thay đạn. Tốc độ thay đạn nhanh 2 nè. Tại vì khẩu này bắn đã chậm rồi. Bắn đã chậm rồi thì cái lúc mà mình bắn chậm vậy thay đạn nó cũng chậm thôi. Nên là mình cũng không có cần thiết phải lại sử dụng cái này. Không cần thiết phải quay vĩnh viễn nó làm gì cả. Nhưng mà thực chất đẹp thì có đẹp thiệt. Đẹp thiệt. Thôi quay cái gọi là cái coi. À, không ra luôn. Quay cái gọi là. Ôi, nói quay cái gọi là quay gì nhiều gì má. Đậu xanh. Ôi, ráng nhấp thêm vài cái nữa chứ đậu xanh. Cay, cú này Starboy phải cay thôi. Cay đi nào. Cùng nhau mà cay đi. Hai khẩu này thì mình vĩnh viễn hết rồi nha các bạn. Đường chân trời thì khẩu M14 này mình không cần nha các bạn. Mình không cần M14 này vĩnh viễn luôn rồi. Nhưng mà cái này thì chưa. Ok, mình sẽ đập vào con này khoảng tầm 5 cái nữa. K98, tôi đâu có thích K98. Đậu xanh. Mình sẽ dồn kim cương vào cái con này, Pharaon này, để mình lấy khẩu gì đấy mình loạn rồi. Đậu xanh khẩu này Groja nha các bạn, với là hoặc là khẩu Spat 12. Groja đậu xanh. Đập vào con này khó quá, con này rất là khó nhai nha các bạn. Con này rất là khó nhai. Khó nhai con này lắm. Thấy không? Nó đâu có chịu ra. Thôi con này từ từ vòng quay may mắn thì nó ra chỉ có một lần thôi. Đấy. Bây giờ còn 600 đẩy luôn nè. Đẩy luôn nè. Đẩy luôn bây giờ. Đẩy luôn con này luôn nha các bạn. Thì mình cũng tốn khoảng tầm 3.000 thôi, nhưng mà mình ra con này, nhưng mà bây giờ mình còn dư kim cương để mà thoải mái sử dụng. Rồi không ra. Không ra rồi. Đó. Giờ mà thoải mái mình quay đại thôi. Cho có lệ vậy thôi nha các bạn. Thẻ đặc biệt nè. Thẻ đặc biệt thì nhận luôn. Quay đại. Ôi, cái đồ yêu này. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay. Và bây giờ thì sẽ vào test súng thôi. Nè. Tôi nghĩ gì ta bôi sẽ cay lắm đây. Tại vì khi mà mình đã có sợ khẩu súng đó rồi thì mấy cái kim cương còn lại nó không còn ý nghĩa gì cả. Nên là mình vào mình có thể là mình vào mình quay đọa quay đại hay là mình xài này xài nọ. Nhưng mà ông nội xì ta bôi ổng ra được cây SKS, mình ra được khẩu Famas. Mà cái khẩu Famas là cái khẩu chuyên dụng nhất nữa. Đậu xanh. Cú này tới đây là ổng muốn có khẩu Famas phải mất thêm chục ngàn kim cương nữa. Cực kỳ là nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile. Và bây giờ mình sẽ vào một trận để mình sử dụng cái khẩu súng của mình. Khẩu súng vĩnh viễn. Vĩnh viễn nha các bạn. Rồi nãy mình quên đi, mình chỉnh cấu hình thường. Tại vì trong đấu ranh á, mạng nó cũng hơi bị lát. Đấu giải á, mạng hơi bị lát nên là mình chỉnh cấu hình thường để mà chơi. Thì mình chưa quên chỉnh lại rồi. Nên là tí nữa mình sẽ ra mình chỉnh lại. Các bạn biết đấy, cái lúc mà đấu giải á,
trời đậu phộng, mình đang đấu giữa chừng thì máy đột nhiên bị đứng. Rồi lúc đó là team của mình bảo vệ cho mình. Thứ nhất là bảo vệ cho mình bằng cách gì? Dựng bom keo lên hai phía để mình để cái con nhân vật mình nó không bị chạy đi đâu hết. Đó. Rồi thứ hai là bảo vệ, rồi bảo kê đủ các kiểu luôn. Bị đứng khoảng tầm 2-3 phút gì đó. Trời ơi, lúc đó là nói chung là mình hết cả hồn luôn á. Hết cả hồn luôn các bạn. Lúc đó mà nếu mà mình mình đóng ứng dụng á, mình sợ là không vào được game luôn á. Lúc đó mình đóng ứng dụng xong rồi mình vào game thì được. Cũng may là lúc đó mình đóng ứng dụng xong mình vào game, ok lắm các bạn. Đây là không sao cả. Hay à. Thích quá đi. Cay chưa? Thì anh em nào muốn donate cho mình mà không biết gửi làm sao thì anh em có thể là donate cho mình bằng kim cương. Ok. Vào thôi. Pha mát đâu, tôi cần pha mát, không cần. Ơi, what? Auto? Cái quần gì đây? Vừa phải thôi. Hai auto. Ở ngoài đây còn thằng nè. Hello. Nó đi làm gì đây? Hello. Sao? Tính chạy đi đâu? Đứng im. Đây là một trận. Ê, cái đầu xanh. Thấy mẹ rồi. Không ổn rồi đại vương ơi.
ha. Mấy đứa này làm bản đồ kho báu đậu xanh. Thôi chạy lên đồi kiếm khẩu pha mát đã. Mình không thể đi chơi time up được nha các bạn. Không thể đi time up được nên là mình sẽ bỏ cái thanh niên đồi này. Ôi, rồi xong. Chuyện gì đang xảy ra với iOS Mobile? Chuyện gì? Ở dưới kia có thằng lấp lót à. Hình như thằng đó thằng bạn mình. Bây giờ mình có nên bắn nó hay không? Mình có nên bắn nó không các bạn? Mình mà quất một viên thì nó sẽ bất tử ngay. Mình mà quất một viên là nó sẽ bất tử ngay liền các bạn ạ. Mình quất một viên là nó bất tử liền á. Tốc độ ra đạn của mình rất là nhanh. Và với khẩu Famat vĩnh viễn này. Hay là bây giờ mình bắn nó đi. Vẫn đang suy nghĩ là có nên bắn hay không. Vẫn đang suy nghĩ nha các bạn. Vẫn đang suy nghĩ là có nên bắn hay không. Nếu như mà mình không bắn nó thì nó sẽ bắn mình. Mình không bắn nó sẽ bắn mình. Nó thấy mình rồi. Nó thấy mình rồi, chạy vô gốc cây để núp. Mình không bắn nó là nó sẽ bắn mình. Đấy. Thấy chưa? Mình nói mà. Mình không bắn nó thì nó sẽ bắn mình. Nên là thôi, dứt luôn. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile. SKS kìa. Ok, mình sẽ lấy khẩu SKS cho các bạn xem luôn. Đấy, một bộ skin cực kỳ đẹp luôn. Còn thấy chưa? Để coi tốc độ gài đạn của nó nhanh không. Trời ơi, gài đạn nhanh lắm các bạn. Trời ơi, gài đạn cực kỳ nhanh luôn. Xong nè. Đúng là tốc độ gài đạn nó rất là nhanh. Cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ nguy hiểm. Súng sọc full nè. Nói chung là với hai cái bộ combo này thì mình nghĩ là chỉ cần gài đạn nhanh thôi là, nếu mà Famat gài đạn nhanh á thì tốt biết mấy. Gài đạn nhanh thì lúc đó là bá chủ thế giới rồi. Giáp mình mất một xíu rồi, tí nữa mình sẽ tăng giáp luôn. Tăng giáp luôn. Hello, surprise. Subscribe để được đẹp trai nào các bạn ơi.
mình nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.